Mì Coco Mì Đại 90, mì to siêu năng lượng. Xong rồi. Sau thời gian tham gia sao nhập ngũ 2023, 8 nữ chiến sĩ mới của sao nhập ngũ mùa năm nay đã bước vào buổi huấn luyện cuối trước khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Ở bộ phận bảo đảm, các tân binh gồm Võ Hoàng Yến, Thiên Ân, Diễm My 9X, Linh Ngọc Đàm và Trang Hy bước vào hội thao nội dung bơi vượt biển tiếp cận tàu, leo dây thang chiếm lĩnh các vị trí và thực hành cắm cờ tại các vị trí quy định. Nội dung này yêu cầu các chiến sĩ cần vượt qua nỗi sợ của chính mình trong điều kiện sóng to gió lớn. Mũi trưởng Long cũng nhắc nhở tất cả đều phải nỗ lực quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của mình, dù là người sẽ cắm cờ trước hay sau. Phải bơi ngược dòng giữa biển nước mênh mông, lại phải leo dây ngang khi vừa mất sức, vừa say sóng khiến Võ Hoàng Yến, Thiên Ân, Diễm My 9X phải khóc thét. Tuy nhiên, cuối cùng, với sự nỗ lực, quyết tâm, không chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng, tất cả đều thành công bước lên tàu. Khoảnh khắc đó cực kỳ khó khăn bởi vì mực nước rất là sâu cũng như là biển lúc đó là sóng rất là mạnh. Những lúc ông mệt ông cũng dùng phao để nó trôi từ từ. Cảm thấy nó sợ lắm vì bao quanh mình là biển rộng lớn và còn sâu nữa chứ. Lần này là bơi ngược dòng chứ không phải là bơi xuôi dòng như là những lần đầu tiên hội thao. Mà mỗi lần mà tụi em bơi lên thì sóng lại đẩy ngược lại. Khi mà em ngoi đầu lên, em hít thở thì sóng lại ập vào mặt em, làm cho em bị đuối sức. Đối với Yến thì Yến có khả năng bơi lội và cũng là thường xuyên bơi ở biển cho nên mình không có lo. Dù có thể là người bơi lội rất là khỏe, rất là giỏi, nhưng mà khi mà mình leo lên thang dây mà chân tay dài, mà cái khoảng cách giữa hai cái nấc thang với nhau rất là cao. Khi mà Yến cố gắng bước giữ hai tay ở đây nè, đặt một chân lên trụ một thang rồi nhấc chân còn lại lên thì cái đầu gối nó bị kẹt giữa hai cái thang, cái chân quá lòng ngòng thì thời gian của mình nó lên nó bị hơi tốn sức. Và khi đó em nhìn thấy cái thang, nhưng mà vì người mình nó dính nước, nó trì nặng xuống, cái cơ bắp mình nó đang không nghe mình, còn phải leo cái thang dây đó nữa, trời, nó nặng một cách khủng khiếp luôn. Yến gặp một cái sự cố rất là kinh khủng ở trên tàu, đó chính là thằng Yến bị say tàu giả ma. Đứng lên.
đừng có hôn, đừng có hôn, tôi chặt của tôi muốn ói. Sau nhập ngũ sản xuất bởi Viettel Media.